cái lùi tiến này nó hai đầu nó lên nhau cái đẩy lên là lùi có lên nó sẽ cái đủ lên đi nào lùi lên có cái gì hai là hai là mà đấy có thể nghe là chưa cao hay sao ấy chưa được bằng được gần máy như chưa bằng thứ nữa được không nó là xem nó vào nó tâm của đường cái đường đánh ra tí này đứng kia mà đấy không nên nữa cho xe tiền vào nữa để giữ lại này để giữ lại này kia ra bên kia được đâm vào nhau thì đẩy phát hiện bạn đen nhẹ nhẹ quá giờ hỏi một tí rồi chết. Mấy cái này để làm gì?